Rồi xin chào tất cả mọi người, rồi đến với video tiếp theo của mình nha. Mình là Trường Cánh. Thì hôm nay mình sẽ quay những có dúi đã thành phẩm cho mọi người mua về chơi Tết nha. Thì hôm nay mình sẽ bán lô luôn nha mọi người. Đây là có dúi thứ nhất đây. Coi này, ông đã thành phẩm rồi này. Nuôi được 4 năm rồi. Đó. Người xem. Tay bông. Đồ đã dây rồi nha mọi người. Đó. Ấm nào. Rồi. Cái này trực một cốt nữa nha mọi người. Cái này ông đã thành phẩm rồi này. Mình qua bên này rồi cho mọi người xem chi tiết thôi. Cái này rất là đẹp coi luôn này. Mọi người mua về chơi Tết nữa là y bài đó. Cũng đã sắp Tết rồi. Cái này là coi đầu tiên. Đó. Rất là đẹp coi. Rồi bắt đầu là sẽ qua coi thứ hai. Và thứ hai coi này cũng đã thành phẩm rồi này. Coi này phải nói là rất là đẹp luôn. Coi này đã gần 5 năm rồi mọi người. Coi này quá là đẹp luôn này. Thành phẩm rồi, mọi người mua về lãnh chậu nó là y bài. Coi này cao tầm khoảng tầm 2 mét thôi. Có khi là chưa tới 2 mét nha. Rất là lùng coi luôn này. Quanh 140 nha. Chính xác là quanh 140. Vậy lá keng này keng nhỏ luôn mọi người này. Đấy, keng này keng nhỏ keng rí luôn này mọi người. Rất là đẹp luôn này. Mọi người yêu mến thì liên hệ nha. Rồi, rất là đẹp, mạch trẻ cũng đẹp hết. Mọi người mua cái này về trưng bày trước nhà thì đẹp nè. Lá keng này keng nhỏ mà mịn luôn. Mịn luôn này, cái bánh quá là đẹp luôn. Bánh này quá là đẹp luôn nha. Để mình qua cái mặt bên bên này cho mọi người xem nè. Đứng xa xa ra quay lấy một cái tấm ảnh đại diện luôn mọi người. Đó. Lấy cái tấm này là tấm ảnh đại diện luôn nha. Cái này là cái thứ hai. Chung là mặt này cũng đẹp hết nha mọi người. Mình là cũng đẹp hết. Rồi mình sẽ qua cái thứ ba. Cũng đã thành phẩm rồi nè. Rồi. Thành phẩm rồi nè. Đó. Coi cũng rất là đẹp coi luôn. Cái này keo cỡ tầm 1,5 m nha mọi người. Bề ngang khoảng tầm 2 m. Này đã thành phẩm rồi nè. Anh em nào yêu mến thì liên hệ nha. Rồi mình sẽ qua tác phẩm tiếp theo. Coi dúi lớn này thì mình sẽ quay sơ lược thôi. Dúi này mình chưa cắt sữa này mọi người. Đó. Mình thử là mình sẽ quay qua bên cạnh này. Dưới này là dưới thứ tư nha. Bay ra mọi người. Thứ tư cũng đã sắp thành phẩm rồi. Anh em nào yêu mến thì liên hệ. Rồi tiếp theo là qua một cái dúi thứ năm. Mình quay sơ lược nhanh thôi. Anh em nào mua thì mình sẽ quay kỹ lại gửi cho mọi người nha. Dúi thứ năm.
Nói chung là hình như là đã chơi được rồi mọi người, có một vài bánh là chưa hoàn thiện thì mọi người về nuôi thêm. Còn những nhân bánh như này thì cũng đã ok rồi nha mọi người, đó rất là ok rồi này, dìu này, cái đó nhìn cũng khá là duyên coi đó. Con này quanh khoảng tầm 3, cao 1,8, khoảng tầm đó nha mọi người. Mọi người mua thì mình sẽ quay kỹ lại đó. Rồi con này là coi cuối cùng này, hơi rối tới chưa cắt thì mọi người xem thì ưng thì mình cắt sữa rồi mình quay cho mọi người xem. Mình quay cái video ngắn thôi nha. Rồi anh em nào yêu mến thì liên hệ. Rồi tạm biệt mọi người nha.